Xin kính chào quý vị và bà con. Mời quý vị và bà con đón xem bản tin thời tiết nông vụ ngày 25 tháng 11 trên kênh VTC14. Thưa quý vị và bà con, khối không khí lạnh lục địa tiếp tục tăng cường mạnh xuống phía nam. Bắc bộ trời nhiều mây, mưa nhỏ xuất hiện ở một vài nơi, nền nhiệt độ tiếp tục giảm, trời rét, vùng núi còn có nơi xuất hiện rét đậm. Về đêm và sáng là lúc nhiệt độ hạ xuống thấp nhất. Nhiều nơi xuống ngưỡng từ 14 cho đến 16 độ, vùng núi từ 10 cho đến 13 độ. Những nơi có địa hình núi cao như là Sapa, Mẫu Sơn, Pha Đin hay là Sinh Hồ còn có thể giảm xuống dưới ngưỡng là 10 độ. Bà con ở vùng núi cần lưu ý che chắn chuồng trại, bảo vệ tốt cho sức khỏe của vật nuôi trước tác động của thời tiết. Ở miền Trung, đới gió Đông Bắc kết hợp thêm với hoạt động của đới gió Đông trên cao sẽ gây mưa nhiều cho khu vực này. Các tỉnh từ Thanh Hóa cho đến tận Phú Yên, trong đêm nay và ngày mai sẽ duy trì trạng thái thời tiết nhiều mây, có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và rông. Với trung tâm mưa lớn sẽ là các tỉnh như là Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi và Bình Định. Bắc Trung Bộ từ Thanh Hóa cho đến Hà Tĩnh, trời rét. Trung Trung Bộ từ Quảng Bình cho đến Quảng Ngãi cũng chỉ có nhiệt độ cao nhất, ngày từ 23 cho đến 26 độ. Về đêm trời lạnh kèm độ ẩm không khí khá cao trung bình ngày luôn trên ngưỡng 90%. Theo quý vị, từ đầu tháng 9 năm 2015, trên địa bàn tỉnh Phú Yên đã xuất hiện dịch bệnh lở mồm long móng trên đàn bò. Và ngày 22 tháng 10 năm 2015, Ủy ban Nhân dân tỉnh Phú Yên đã công bố dịch lở mồm long móng trên đàn gia súc tại xã Xuân Quang 1, thuộc huyện miền núi Đồng Xuân. Tuy nhiên, đến nay bệnh vẫn tiếp tục có xu hướng lây lan khi trong vòng một tháng qua có thêm gần 70 con bò bị bệnh, và số bò bị bệnh này không chỉ ở huyện miền núi Đồng Xuân mà còn xuất hiện ở cả xã Cà Lúi thuộc huyện miền núi Sơn Hòa. Như vậy, kể từ đầu tháng 9 đến nay, trên địa bàn đã có hơn 170 con bò của 84 hộ bị bệnh lở mồm la móng. Để ngăn chặn dịch bệnh phát triển và lây lan trên diện rộng thì bà con cần chú ý một số biện pháp như sau. Thực hiện tốt vệ sinh thú y, giữ gìn chuồng trại luôn được khô ráo sạch sẽ, định kỳ phun sát trùng. Con giống đưa vào chăn nuôi phải khỏe mạnh, có nguồn gốc rõ ràng, đã được tiêm phòng lở mồm long móng, trước khi nhập đàn phải được nuôi cách ly 21 ngày. Thức ăn nước uống dùng trong chăn nuôi phải đảm bảo tiêu chuẩn vệ sinh thú y. Người vào thăm quan, nhân viên thú y trước khi ra vào khu vực chăn nuôi phải được vệ sinh, khử trùng và trang bị bảo hộ. Thực hiện các quy chế phòng chống bệnh lở mồm long móng đúng theo pháp lệnh của thú y, cách ly triệt đề ra súc ốm, không được chăn thả tập trung, thường xuyên thực hiện vệ sinh chuồng trại, bãi chăn thả, dụng cụ chăn nuôi, phương tiện vận chuyển, thực hiện tiêu độc khử trùng khu vực có gia súc nghi mắc bệnh, bị ốm, chết. Phòng bệnh bằng vaccine, bà con nên tiêm phòng vaccine lở mồm long móng cho châu bò lợn dê lần 1 cho gia súc từ 2 tuần tuổi trở lên, tùy dịch tễ từng vùng mà chọn ngày tiêm cho phù hợp. Sau 28 ngày tiêm nhắc lại lần 2, sau đó cứ 6 tháng tiêm nhắc lại một lần. Bên cạnh đó thì bà con phải thường xuyên theo dõi quan sát đàn vật nuôi. Khi thấy gia súc có hiện tượng ốm, sốt, bỏ ăn, chảy nước rãi, có bọt, có mụn nước ở vùng miệng, quanh chân hoặc là chết bất thường phải tiến hành cách ly ngay những con ốm ra khỏi khu vực riêng và thông báo cho cơ quan thú y để có biện pháp xử lý. Tiếp theo, mời bà con theo dõi phần dự báo chi tiết cho đêm nay và ngày mai cho các khu vực trên cả nước. Tại phía Tây Bắc Bộ, nhiều mây có mưa vài nơi, Nhiệt độ thấp nhất từ 13 cho đến 16 độ, nhiệt độ cao nhất từ 20 cho đến 23 độ và độ ẩm trung bình từ 83 đến 88%. Tại phía Đông Bắc Bộ, nhiều mây có mưa nhỏ vài nơi, trời rét, vùng núi có nơi rét đậm, nhiệt độ thấp nhất từ 10 cho đến 16 độ, nhiệt độ cao nhất từ 18 cho đến 21 độ và độ ẩm trung bình từ 82 cho đến 87%. Tại các tỉnh từ Thanh Hóa cho đến Thừa Thiên Huế, nhiều mây có mưa, mưa vừa có nơi mưa to và rông. Nhiệt độ thấp nhất từ 17 cho đến 20 độ, cao nhất từ 20 cho đến 26 độ và độ ẩm trung bình từ 92 đến 97%. Các tỉnh ven biển từ Đà Nẵng cho đến Bình Thuận, nhiều mây phía Bắc có mưa có nơi mưa vừa đến mưa to và rông, phía Nam có mưa rào vài nơi, nhiệt độ thấp nhất từ 21 cho đến 24 độ, nhiệt độ cao nhất từ 24 cho đến 31 độ và độ ẩm trung bình từ 82 đến 95%. Tại Tây Nguyên, Mây thay đổi có mưa rào và rông vài nơi, ngày nắng gián đoạn. Nhiệt độ thấp nhất từ 16 cho đến 19 độ, nhiệt độ cao nhất từ 26 cho đến 29 độ và độ ẩm trung bình từ 82 cho đến 87%. Tại các tỉnh Nam Bộ, mây thay đổi ngày nắng, chiều tối có mưa rào và rông vài nơi, nhiệt độ thấp nhất từ 23 cho đến 25 độ, cao nhất từ 30 cho đến 33 độ và độ ẩm trung bình từ 80 cho đến 85%. Bản tin thời tiết nông vụ xin được khép lại tại đây xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và bà con trong các bản tin tiếp theo